tắm cái kiểu này làm sao lấy nước mà xài được đấy. Đưa quà ẩm nó một chút coi. Yên. Nè 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 nè, ẵm em đi chơi nghe, ẵm em cẩn thận nghe. Ê, cô chừng rớt. Kẹt, bỡ. Cái con này ẵm không cẩn thận gì hết, rớt nhỏ thì sao? Đây, tôi có chuyện này muốn nói với No. Chuyện gì? Nói đi. No coi chừng ông chủ á. Cái gì? Coi chừng ông chủ? Anh nói gì tôi không hiểu. Tại sao lại coi chừng ông chủ? Tôi thấy ổng để ý No. Để ý tôi? Ừ. Vậy là sao? Tôi đâu làm gì trật đâu. Không phải vậy. Thế này, ông chủ ông muốn dê No. Dê tôi? No đừng nói lớn tiếng quá. Trời ơi, nè, đừng có nói bậy nha. Ông mà nghe được, ông tống cổ anh ra khỏi nhà, rồi liên lụy tới tôi luôn đó. Tôi nói thiệt mà, tôi theo ở đợ ông chủ cả chục năm rồi. Ổng rất khoái mấy cô gái trẻ đẹp. Ổng... Thôi, tôi không có nghe. Đi chỗ khác đi. Không lẽ thằng Tư nó nói thiệt? Chú nói thiệt đi, chú thương con No nhà này phải không?
trăm lại bà chủ, ngàn lại bà chủ. Xin bà chủ mở lượng hải hà mà tác hợp cho đôi trẻ thành duyên gia ngẫu. Còn lại bà chủ mà... Thôi được rồi, cầu cưới vợ mà lại lia lịa vậy coi sao đặng. Dạ. Nếu như chú thiệt tình thương con no á. Dạ, chăm lại bà chủ. Thôi thôi, lại bà thôi, chủ. Thôi thôi thôi. Lại nữa hả? Dạ không. Tôi hỏi chú nè, chú thiệt tình thương con no không? Vậy thôi. Tôi nói thiệt với bà, tôi cũng giống như ông chủ, tôi cũng thương em no từ ngay phút đầu gặp gỡ. Bà chủ nhớ không, khi tôi xách vali đưa bà chủ về nhà, gặp em no gánh gạo đang ngồi nghỉ mệt. Thôi được rồi, chú thương con no rồi, chú có muốn cưới nó không? Dạ muốn. Lòng dạ tôi ngày đêm mong muốn. Kẻ tiện nhân này xin đa tạ lòng tốt của đại phu nhân. Làm như đang hát bội không bằng vậy đó. Thôi, vậy thì để tôi lựa lời rồi tôi nói với nó. Kẻ tiện dân này xin đê đầu bái tạ đại phu nhân hạ cố. Ơn đức này chắc mãi mãi khắc sâu vào trong xương cốt. Dạ. Ê, dạ. Mình à, Mình à, hết hồn. Đấy. Ngồi đi, ngồi đi. Uống nước. Mình nghĩ như sao nếu như tôi gả con no cho thằng Tư? Ừ? Gả con no cho thằng Tư? Ừ. Tư nào? Thì thằng Tư xe ngựa nhà mình. Nhưng mà biết con no nó chịu không? Chuyện này chỉ cần mình đồng ý thì tôi sẽ lo liệu. Mình biết không, con no với thằng Tư là có hoàn cảnh giống nhau. Tụi nó đều mồ côi cha mẹ, lại không có thân thích họ hàng. Mình đứng ra tác hợp cho nó làm lễ cưới cũng là chuyện làm phước vậy mà.
Làm phước hả? Vậy đứng ra làm lễ cưới cho nó mình phải bỏ tiền phải không? Kim Minh, trời đất ơi, tự nhiên cái mình bỏ tiền ra ngang xương vậy trời. Mình nè, thằng Tư nó ở với mình từ nhỏ. Nghe đâu tía má nó ở đợ để trừ lúa ruộng, rồi cái lần lượt qua đời, nó không có còn ai thân thích hết á. Con No cũng vậy. Tía nó là tay võ sĩ giang hồ. Tía con nó ở trọ nhà tôi ở trên Sài Gòn á. Rồi sau đó tía nó chết gục ở trên võ đài. Tía tôi nuôi nó làm phước, cho nó làm bạn với tôi cũng hơn chục năm rồi. Tôi nói mình nghe. Thôi tôi... Bà muốn tính sao bà tính. Nhưng mà cái việc mà bỏ tiền của ra đó thì tôi không có chịu đâu. Mình à, thưa cô hai, em mới về. Em ngồi đi. Má chị có khỏe không? Thằng cu lành nó có ngoan không vậy? Rồi má chị có nhắn cái gì không? Coi kìa, em cứ ngồi đi. Tụi mình còn hơn là chị em, không có ai dám rầy đâu. Dạ, bà chủ vẫn khỏe. Cô lạnh nhắc cô hoài à. Bà nói là đám mừng tuần giáp năm của ông, cô đừng có mua hay là mang gì về hết, bên nhà bà lo đủ rồi. Bà còn nhắn là cô ẵm cậu Tư Thưởng Tứ về chơi. À, chị quên, chị có chuyện này muốn nói với em nè. Dạ. Ờ, em nghĩ sao về thằng Tư? Thằng Tư nào? Thì thằng Tư đánh xe ngựa nhà này với ai? Thôi để chị nói cho gọn. Thằng Tư nó muốn cưới em đó. Em nghĩ sao? Trời đất ơi, cái thứ đồ cái thằng cha lép xa lép xếp, lanh chanh lui chua, thằng chả ai mà thèm. Tùy ý em thôi. Em tính sao thì tính. Nhưng mà riêng chị thì chị lại thấy chú Tư tuy có hơi loi choi, nhưng mà tánh tình siêng năng, giỏi giắng, nói sao làm vậy. Nhưng mà... Thôi để chị nói cho hết đã. Hai đứa em có cùng một hoàn cảnh. Hai đứa đều mồ côi cha mẹ, không có bà con thân thích gì hết. Gá nghĩa với nhau là phải đạo rồi. Chuyện hệ trọng, em cứ nghĩ cho thiệt kỹ đi. Vài ngày sau rồi hãy trả lời cho chị. Thôi, ra nhà sau nghỉ đi. Dạ. Thằng cha dị hụ, ai mà thèm. Nghe đây, chú rể thì mời rượu ông chủ, còn cô dâu á mời trầu bà chủ. Dạ. Dạ con mời ông chủ. Dạ mời bà. Ăn trầu không được á thì đừng có ăn, nhả ra đi.
ráng ăn đi. Ừ. Cô dâu chú rể nhận tiền lì xì của ông bà chủ. Chắc ông bà chủ tiếc đứt ruột. Chắc không được nhiều. Đã tốn dịch tốn gạo, tốn kinh tiền lì xì đó. Trời ơi, chắc sướng quá. Không biết bao nhiêu ha. Rồi, nghi lễ đã xong. Bây giờ mời tất cả mọi người đi tới nhà mới của Tân Lan, Tân Nương để mình ăn nhậu. Trời ơi, có ăn nhậu tiếc thức ruột. Lạ quá ha. Bà nói cái gì mà ông không nghe thì. Ừ, thôi kệ đi. Thôi thôi, trộn rộn quá đi. Nghe tôi nè. Ông bà Mai đi trước, cô dâu chú rể theo sau, còn tụi bay đi sao chót. Đi. Đi. Con người qua đó. Thôi đi đi. Thôi thôi đi đi. Thôi đi ha. Đi. Đi. Hồi nãy trong cái bao lì xì bà để nhiêu vậy? Có nhiều nhỏ gì bao nhiêu đâu, chỉ có 50 đồng thôi. Chỉ có 50 đồng hả? Cứ vợ cho nó tốn cơm, tốn gạo, tốn gà, tốn vịt, tốn heo, tốn cối, vậy mà còn bỏ thêm 50 đồng trong đó nữa. Trời ơi, tôi nghe mà tôi tức lộn ruột hả? Nó là đầy tớ tin cậy của mình. Con no cũng là đầy tớ thân cận của tôi. Bao nhiêu đó mà tiếc cái gì? Hả? Ý tôi nói là tôi tiếc... Tiếc cái gì? Tôi tiếc cái con... Con gì? Ý tôi nói là tôi tiếc tiền. Tôi tiếc tiền. Không sớm thì tối, ngày nào em cũng tập bộ, không mệt sao? Mệt gì mà mệt. Tôi còn thấy khỏe nữa là đằng khác. Ngày nào mà không tập, khó chịu trong người lắm. Tôi tập võ khi lên 4 tuổi. Tới gần 10 tuổi thì tía tôi bị thần tay võ sĩ chơi xấu, đánh vô chỗ hiểm, rồi chết trên võ đài. Má tôi chết từ lúc tôi mới lọt lòng. Bà tôi ẵm tôi đi tứ xứ, sống bằng nghề đấu võ. Thiệt sanh nghề tử nghiệp. Người ta nói không có sai. À, Tư nè. Sao mình không gọi tôi là mình, như giống như ông bà chủ, nghe cho thân mật. Tôi quen rồi. Tôi không gọi là thằng nữa là mai cho. Mai cho mình rồi đó. Vậy được không? Mà gọi tôi ơi tôi à, nghe cũng ngọt vậy. À, mình có biết chuyện vợ chồng tới đi chính muôn không? Biết. Chính muôn có đứa con gái lớn tên là Hai The. Chuyện cậu Hai Thượng Chí với con Hai The thương nhau chứ gì? Ủa, sao mình biết? Chuyện này hả? Cả xóm đều biết, chứ đâu phải mình tôi. Vậy mà hồi hôm tôi mới biết chuyện này đó. Bởi vậy người ta mới nói là đàn bà không bước ra khỏi xó bếp mà. Tư giỏi lắm. Vậy Tư có biết chuyện hồi hôm ông chủ đuổi tá điền chính muôn ra khỏi cái điền này không? Trời, có chuyện vậy sao? Ừ. Mình kể tôi nghe coi. Để tôi kể cho nghe. Thì mày đuôi hả? Dạ. Ta chủ nhà ta ngồi lù lù một đống à.
bị quét bụi bay mịt trời. Con gái con lứa gì mà không ý tứ gì hết trơn hết trọi vậy? Đi xuống làm sao? Dạ. Dạ. Dạ ông chủ kêu vợ chồng tôi lên có việc gì dạy bảo. Ruộng gặt hết rồi phải không? Dạ, dạ thưa đã gặt. Gặt xong rồi trả ruộng lại cho tôi. Mấy người đi xứ khác mà ăn đi. Dạ thưa ông chủ, tại sao lấy ruộng lại? Tội nghiệp vợ chồng tôi mà ông chủ. Dạ. Tội nghiệp à? Nói cho hai vợ chồng mấy người biết, mấy người hại cái gia đình này dữ lắm nghe. Có tội với tôi dữ lắm đó nghe. Dạ, dạ thưa, dạ, tội gì vậy ông vợ chủ? Chồng tôi không hiểu ông chủ. Mấy người xúi dục con gái mấy người, bỏ bùa mê thuốc lú, hại thằng hai nhà này, có không? Dạ, dạ thưa cái này cậu hai với con gái tôi. Nín đi. Tôi kỳ hẹn với mấy người ha, trong vòng 7 ngày con gái mấy người mà còn lãng vãng trong cái làng này á thì đừng có trách tôi. Cho đi biệt xứ đi. Dạ, dạ thưa ông chủ. Dạ trời. Nấy. Trời ơi, trời ơi là trời. Tôi không biết. Đi về đi. Dạ. Dạ, dạ thưa ông chủ. Tội nghiệp con hai the, nó thương cậu hai thiệt tình, mà cậu hai cũng hết lòng thương nó. Thôi, chưa chờ rồi, tôi phải lên chở ông ra chợ. À thằng Tư, mình đi trước đi, tôi lên sau. Mình gọi vậy, nghe ngọt như đường phèn vậy đó. Tôi thương em thương tôi, thì có chuyện gì đâu. Cùng là thân ở đời. Đằng này con gái tá điền mà đi thương con trai điền chủ thì làm sao nên vợ nên chồng. Sao ông hát hết câu luôn đi? Nói chuyện như dân gánh hát, nghe thì ghét. Mai mốt tôi theo gánh hát bộ Hổng Trần. Có giỏi thì đi luôn. Đi. Tội nghiệp cậu hai Thượng Chí, mấy bữa nay chắc nó buồn dữ lắm. Nó buồn kệ nó. Kéo dài ra rồi con nhỏ đó có bầu, có ngán, thì nhà này chết thì một cửa nữa. Mình coi đó, từ trước tới giờ con nhà giàu lấy con tá điền về nhà chỉ để làm thê làm thiếp, chứ có ai mà cho làm vợ chánh bao giờ. Cái thằng có ăn có học mà sao nó ngu còn hơn trâu nữa. Thiệt, tôi đem chuyện ra kể với mình giống như tôi là đồ bếp xếp vậy. Nhưng mà tôi biết tánh của mình, đâu có chịu cái chuyện như vậy. Đằng này để lâu rồi lại giống như mình nói, rồi có bầu có ngén, rồi càng rắc rối hơn. Hay là mình cưới vợ cho thằng Thượng Chí đi mình. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Nó sẵn nó quen hơi đàn bà, chắc là nó muốn lấy vợ. Mình nè, mình nhớ có lần mình nói với tôi á, rồng cha đẻ ra rồng con không? Nhớ chứ. Lúc đó mình còn ghẹo tôi là rắn liêu điêu nữa mà. Mình thiệt. Ôi, rồng hay rắn gì cũng vậy. Thằng Thượng Chí nó cũng giống mình, giống y đúc à. Ta nói nó
nó quen hơi đàn bà, phải không? Chúng ta đã biết cách phải làm gì mà. Thôi khuya rồi, đi ngủ. Cậu hai, tía má tôi thương tình cho phép tôi ra đây để gặp cậu lần cuối. Sao lại là lần cuối? Sáng mai tôi phải đi rồi. Đi đâu? Lên Sài Gòn. Em ở đâu? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thu xếp lên tìm em. Đi đâu mà còn chỉ chỗ cho cậu thì tôi đi làm gì? Tía biểu tôi phải đi cho biệt tích, không có được về nhà, không có cho cậu biết. Thế à? Hay là em cho tôi đi theo em? Tôi sẽ trốn theo em nha. Cách nào cũng không được đâu cậu ơi. Cha của cậu mà lấy lại ruộng điền đất thổ thì tía má tôi với mấy đứa em phải sống làm sao? Tôi phải đi cậu ơi. Có người quen giới thiệu tôi làm con ở trên Sài Gòn á. Tía má tôi chịu rồi. Sáng sớm mai tôi phải ra chợ Mỹ đón xe lửa lên Sài Gòn. Em được đi mà thế. Tôi không đi không được đâu cậu à. Ông chủ điền, cha của cậu buộc tôi phải làm như vậy. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Chẳng thà tôi làm con nhà nghèo còn hơn làm con nhà giàu mà không quyết định được cái chi hết. Trời ơi, sao tôi khổ quá nè. Cậu, cậu đừng có la lớn, hàng xóm người ta nghe được bây giờ. Hãy để tôi la cho trời biết, đất biết, mọi người đều biết. Trời ơi, cậu, cậu la đi, tôi cắn lưỡi tôi chết cho cậu coi. Thế sao bay biết tụi tao ở đây mà tìm? Bay kiếm vợ chồng tao có chuyện gì không? Để khỏi mắc công cậu mợ, tôi nói luôn cho rồi. Tôi tới đây nhờ cậu mợ làm mai mối kiếm vợ cho thằng Hai Thượng Chí. Kiếm vợ cho thằng Thượng Chí? Trời đất ơi, tao tưởng cái thằng tội quên vợ chồng tao rồi chứ. Giờ chồng tôi nội ngoại không còn ai, chỉ có cậu mợ. Tánh ổng vậy chứ ổng đâu có quên họ hàng, nhất là cậu mợ ruột. Vợ của Thượng Chí không đẹp không xấu vừa thôi, nhưng tài sản thì phải bằng hoặc hơn gia sản nhà tôi. Cậu mợ nhớ như vậy dùm. Tiền này tôi dằn để cho cậu mợ đi xe. Chừng nào xong việc, tiền công tiền cán tôi sẽ hậu thưởng. Thấy mối nào được, ghé xuống nhà cho vợ chồng tôi biết.
Chào cậu mợ tôi về. Con nhỏ này lúc này bắt đầu ăn nói chịch thượng rồi ra. Bộ có chuyện gì gấp? Sao nó bỏ tiền đi liền chứ cả? Cái hiện tại trong vùng ai cũng biết tiếng, giàu có, ruộng đất ê hề à. Kế Hiền á là cháu ruột của chồng tôi. Nó có một thằng con trai lớn tên là Thượng Chí, năm nay nó mới 20 tuổi. Nó thầy cha nó quán xuyến mọi chuyện trong nhà, từ việc thâu lúa ruộng đến cắt đặt kẻ ăn người ở trong nhà. Rồi Kế Hiền á, nó muốn ngồi xuôi với gia đình bên này, bởi vậy nó nhờ vợ chồng tôi qua ngõ lời giùm. Thiệt là vinh hạnh vô cùng. Nhưng bà ngặt nổi, con hai ngộ nhà tôi á năm nay đã 22. Tôi e rằng... Tôi xin được cắt lời. Ông bà ta có câu là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Tiểu thơ nhà này á hơn công tử nhà tôi 2 tuổi. Âu cũng là duyên tiền định trước mà. Chỉ sợ bên đó chê bên nhà tôi không xứng đáng. Đời nào vợ chồng tôi dám nghĩ như vậy. Chỉ sợ bên nhà tôi không xứng đáng mà thôi. Danh tiếng ông Kế Hiền cả vùng này ai mà không biết. Lễ nghi từ xưa ông bà để lại như thế nào, vợ chồng tôi làm thêm như thế đó. Mong anh chị về nói lại giùm. Trời ơi. Hai người có tấm lòng như vậy á thì tôi vô cùng biết ơn. Nếu biết chuyện như vậy á chắc Kế Hiền nó mừng lắm. Con Hai Ngộ đâu? Ra châm nước mời khách nè con. Dạ con chào bà. Con chào ông. Dạ thưa, đây chỉ qua là buổi lễ vấn danh. Chắc chắn là vợ chồng tôi sẽ lui tới nhiều hơn nữa. Dạ, dạ thôi, bây giờ vợ chồng tôi xin phép được cáo lui. Dạ. Dạ, dạ, tôi xin phép. Này chị à. Anh chị về. Chị cầm cái này, cầm đi xe. Đây là chút lòng thành của vợ chồng tôi. Chị cầm cho tôi vui, cầm cho tôi vui mà. Dạ, dạ thôi. Không có được đâu chị. Tại vì cái Hiền nó biết nó là chết. Chị cầm cho vợ chồng tôi vui. Cầm đi mà chị. Trời ơi. Chết. Cái Hiền nó mà biết là lôi thôi lắm chị. Được ơi. Được rồi mà. Thôi, tôi nể chị lắm á, nên tôi mới nhận. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ, dạ. Chào chị. Chào chị. Làm nghề mai mối, thấy mình xỉa tiền lót tay á, mừng thấy một, còn lập bộ làm tịch. Hương sư bảo á, gia thế cũng ngang ngửa với bên này. Ngặt nổi á, con nhỏ đó nó không được đẹp, với lại nó hơn thằng Thượng Chí đến 2 tuổi. Vợ chồng tôi á tính dò thêm đám khác, rồi so kè coi chỗ nào hơn rồi mình sáp vô chỗ đó luôn. Cái bà này hôn nhân mà làm như đi chợ, chỗ nào ngon mà rẻ thì mình sáp vô. Thì chuyện mai mối cũng gần gần như vậy đó ông ơi. Chứ hồi nhà ông cho mai mối qua nhà tôi, tía má tôi
không có chịu so đo kèn cửa, nên bây giờ tôi mới khổ nè. Ai khổ? Khổ là tôi khổ nè. Bởi khoái cái eo thon của bà mà tôi rước phải cái miệng suốt ngày cứ lẻo lẻo như chim rừng lọc. Ơi, nãy giờ tôi nghe tôi mệt quá. Chuyện mấy người muốn tính gì mấy người tính, hay không? Còn bây giờ tôi vô tôi ngủ. Hả? Cái thằng chuyện trăm năm của con trai trưởng mà nó làm như cắp đầu đá gà không bằng. Thôi chuyện này cứ để từ từ tính. Cậu mợ ngồi chơi nha, tôi xin phép ra làm sao coi tụi nhỏ nấu cơm. Sao ngồi một mình buồn vậy Thản? Con nhớ chị Hai Theo quá à. Con Út cũng nhớ nữa. Nó khóc hoài à. Rồi chị Hai có nhắn gì về chưa? Mới có mấy ngày chắc gì kịp. Chị Tư bên chợ gạo á, nói là nếu chị Hai có gửi dây thép về á thì dì xuống cho hay liền. Cho em nè, đẹp không? Chị Hai hứa nếu mà gặt lúa mướn có tiền á, chị sẽ mua cho tôi 10 viên bi. Ai dè đi mất biệt luôn. Nếu có tin chi của chị Hai The, em chạy lên cho anh biết nha. Không được đâu cậu Hai ơi. Tía tôi dặn á là không được nói chuyện gì về chị Hai The cho cậu Hai biết hết trơn á. Cãi lời ổng hả? Ổng đánh cho nát đít luôn á. Con ba đâu? Ra trong nước đãi khách đi con. Đứng đây con. Rót trà đi con. Con mời tía má. Con mời ông bà dùng trà. Dạ mời. Dạ, chẳng giấu gì ông bà. Trước đây á, con ba nhà tôi có nhiều nơi cậy mai mối, nhưng mà không có thành. Vì phần á, con ba nó còn nhỏ, phần á, nhiều chuyện không tiện nói ra ở đây. Lần này á, được vợ chồng Kế Hiền để mắt tới á, thiệt là vinh hạnh. Tụi tôi sẽ bàn bạc lại rồi sẽ trả lời sau, mong ông bà thông cảm. Bà nè, gửi tiền xe và tiền trà nước cho ông bà Mai. Tôi đâu có cất. Bà nói cái gì vậy? Tôi không có cất tiền. Bà nói cái gì vậy? Hồi sáng tôi đưa tiền cho bà mà, để gửi tiền xe cho ông bà Mai rồi. Nó đây rồi. Dạ, đây là tiền của tụi tôi. Dạ, để... Tôi là cậu ruột của thằng Kế Hiền. Kêu tôi qua đây không phải là mai làm mối để kiếm tiền bạc cắt. Tôi qua với tư cách là một bậc trưởng thượng. Gả hay không á, tùy mấy người. Mình không có mình đầu gì hết. Yeah.
Khoan chị. Trời ơi. Trời ơi. Đây là tiền trà nước. Chị cầm cầm dùng nha. Dạ. Dạ. Bà mà lấy thì biết tay tôi. Dạ thôi. Xin lỗi. Chị. Ông đánh bài cái gì mà đi từ sáng tới giờ mới về? Thì hôm qua bà cũng đi đánh tứ sắc tối ngày, tôi có nói tiếng nào đâu. Hôm qua ông cũng đi nhậu với mấy người ở gánh hát bội suốt, rồi còn qua quán nhậu bên chợ lớn nữa chứ. Bên đó có nhiều cô đào hát trẻ nên ông mê chứ gì. Nay coi bộ bà rành Sài Gòn dữ rồi đa. Chỗ nào ăn, chỗ nào chơi, bà biết hết trơn. Ông lộn xộn với gái là chết với tôi đó. Trời. Tôi thương ông nên tôi mới đồng ý mua cái nhà ở trên này. Thì chắc bà cũng thương tôi nên bà cũng theo lên đây để giữ tôi chứ gì. Ruộng đất thì bao la, tiền của thì dư giả. Chết cũng mang theo được đâu. Tôi với bà già rồi, giờ chỉ còn ngồi hưởng thú vui thôi. Ở đây á, vui thì có vui, nhưng mà bỏ ruộng đất ở nhà cho tụi nó tôi cũng thấy lo. Con cái tụi nó lớn hết rồi, tụi nó tự biết lo mà. Mà nè, ngày mai á, con nhỏ ở nó tự dưới quê nó lên rồi, bà tha hồ mà đi đánh tứ sắc. Thôi tôi đi nghỉ đây, mỏi cái lưng quá. Chẳng ra cái gì hết trời, xui quá. Tự ông làm xui ông, chứ bài nào xui. Tự ái không đúng chỗ. Vợ chồng hương quảng tài thiệt tình vậy mà ông tự ái, lá sùm đùng đùng. Tôi đã nói với bà rồi, ở trong cái tổng này á, con trai nhà giàu phần đông là có vợ, số khác toàn là con gái. Muốn gả chồng cho con mà kiếm cái chỗ như thằng Thượng Chí hả? Đâu phải dễ. Trời ơi, ông làm như cháu ông là củ quý không bằng. Tôi nói cho ông nghe nè, tôi á là... Trời, tưởng ai thì ra Hai Thảo. Đi vô ngồi đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Vợ chồng Hương Quảng Tài á có nhờ tôi tới đây. Ủa, mày quen Hương Quảng Tài hả? Vợ chồng Hương Quảng Tài á với tôi là bà con bạn gì? Tôi đi vô câu chuyện luôn được không? Ừ, có gì cô Hai Bay cứ nói đi. À. Vợ chồng Hương Quảng Tài nhờ tôi chuyển lời xin lỗi cậu mợ. Ông bà ấy mong chuyện hai đứa nhỏ sẽ được tiếp tục. Ông bà nói nếu như mọi chuyện suôn sẻ, gả được con gái thì sẽ biếu cậu mợ 300 đồng. Đây, ông bà ấy đưa trước 50 nè. Nè, tôi nói trước, tôi không ăn đầu đuôi trong câu chuyện này đâu nha. Thôi, tôi về. Mà nè, cậu mợ á, nên đi lại nhà Hương Quảng Tài liền đi. Tôi với con Nho á, vợ kế hiền là bạn học. Tôi muốn giúp nó giải quyết chuyện cưới vợ cho con chồng, đâu ra đó.
Thôi, tôi đi về. Thôi thôi, đừng có nói lẫy nha, để tao nói với ổng rồi đi liền. Thôi được rồi, tôi về nha. Bà thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Ông thiệt là hay, tôi phục ông sát đất. Hay ho cái gì, tôi đã nói với bà rồi, không ai muốn gả con xa hết, nhất là tụi nhà giàu. Thằng Kế Hiền tuy nổi tiếng keo kiệt, nhưng lại là tay có nhiều điền sản. Hơn nữa, thằng Thượng Chí tuy là con nhà giàu, nhưng nó không ăn chơi phá phách như là con nhà giàu khác. Ai mà không muốn gả con cho nó. Đúng rồi, chứ công tử mà ăn chơi mà phá phách gia sản á, là giống ông chứ gì. Thôi đi, bà cũng góp phần phá nát cái gia sản của tôi, chứ tốt lành gì nó mé nó cạnh. Lo mà trả tiền nhà đi, thiếu người ta 2 tháng rồi kìa. Con gái Hương Quảng Tài đẹp hơn con gái Hương Sư Bảo, mà tài sản lại ngang ngửa với nhau. Đây là cơ hội để mình bắt bí vợ chồng Hương Sư Bảo.